Đúng là bạn siêu to khổng lồ và đẳng cấp. Thì mình vào một cái trại cá cảnh ở vùng quê mình, nó nằm trong sâu trong mấy cái hẻm nhỏ ở trong xa của Tiền Giang mình ha. Thì mình thấy anh có nuôi một cái bạn cá sấu quả tiễn xây gần 70-80 nè, xây gần 80 rồi. Này em thấy rất là bự nha, mình đo thử một gang tay, hai gang tay, gần 3 gang tay mọi người. Mà do cái hồ này anh làm hơi nước nó hơi bị đục á. Ủa con này là xây 80 luôn hả? Dạ. Nãy ba mới nói xây 80, bự quá ha. Trời, nuôi riêng với lại con này con rồng cái rồng không? Cái rồng nuôi. Bói 4 số 9 đúng không? Đó. Con sáu quả tiễn này giá nó phải nhiêu trời, vài triệu không anh? Dạ. 6 triệu hả? 6 mà 8. 6 triệu mọi người. Trời. Đúng là bạn siêu to khổng lồ và đẳng cấp lần đầu tiên. Cá sấu 1,5 triệu à, trời lộn, con bói mới là 6 triệu ha. Bói là thanh lý là có 6 triệu hả? Còn con sấu quả tiễn là có 1,5 triệu hả? Nãy giờ mình biết hiểu lộn. Đó, con này là tầm 1,5 triệu thôi, con kia mới là 6 triệu. Mình đem okay. Cá sấu quả tiễn hay cá sấu mua dịch? Con này đã ghê luôn, nó to ghê luôn. Con này không biết giờ cân bao nhiêu ký, 5-6 ký. Anh đi kiếm con gì nó vụt kìa quá. Ủa con này giờ tầm khoảng mấy ký anh? Sấu quả tiễn á 3 ký. Chắc em thấy nó bự mà, con này quá trời bự luôn. Sấu quả tiễn size 80, tầm 1,5 triệu á. Nhưng mà ảnh thanh lý rồi nha mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến sâu quả tiễn siêu to khổng lồ xây 80 đây. Đi đâu mới về vậy chị? Sâu quả tiễn. Ồ, cái mỏ nó nhọn quắc luôn. Mỏ nhọn quắc luôn nhìn. Quá bự luôn. Đây mình có nuôi cá khác nữa nè. Cánh tiên, cánh bừng. Anh có nuôi dế nữa không? Đây mình thấy có cái cá 7 màu rồi mọi người. Cá gembo, nguyên cái hồ cá gembo, bây giờ thấy nước đục, không thấy cá nào chưa. Có các bạn cá lóc. Cá lóc nè mọi người. Cá lóc kiển. Cá lóc là hãng. Vậy cá kiển này nằm trong hẻm á mọi người, mà cá thì anh vớt lên mấy cái hồ này rất là ít ha. Nó nằm sau mấy cái bể cá nuôi sao, anh nuôi có số lượng rất là nhiều, rất là lớn luôn. Đa phần là khách vô á thì người ta mua số lượng sỉ á, thì đi ra mấy cái bể bạc mà sao anh nuôi ương cái con cá giống là sao mọi người. Cái này là anh chỉ là để mua nuôi một mớ ở đây để anh chào cho khách thấy thôi. Đó, giống như là cá bột thì anh nuôi đây ha. Còn ví dụ cá mà cá nhiều, cá 7 màu, cá thủy sinh, cá gì á thì mấy cái dòng cá mà bình tích, chân trâu hay là cá sông kiếm á thì anh nuôi phía sau mấy cái bể á mọi người. Cái bể bạc sau hè anh nhà nó anh làm mấy cái bể bạc anh nuôi. Con này nó dạng dữ trời. Đúng dạng luôn á. Cá đúng dạng.
quá trời. Cá này nó dạng quá ha. Là hán siêu dạng. Nguyên một cái đàn cá này nè, sọc ngựa cánh tiên gì nè mọi người. Cánh tiên, nhìn thấy nguyên đàn cá quá đẹp quá không? Không, chị để im đi, giờ chị im, nó còn nhát á. Cá lừa kiến da bèo. Chân trâu đen, quá đẹp luôn, bị chói ha. Con này giờ nó bự quá trời luôn. Con này nó nuôi lâu hay gì quá, nó to ghê. Năm mấy hai năm rồi. Bự ghê luôn, cái đầu tròn o luôn. Quá đẹp.